Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chào quý vị khán thính giả, rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Thưa quý vị, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi với phiên bản có hình cũng được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và hy vọng là quý vị hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để được thông báo về chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi với số điện thoại tổng đài duy nhất là 0243 826 2625 sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý vị tư vấn về các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải vào 24 giờ trong ngày và tất cả các ngày trong tuần. Hy vọng là quý vị hãy nhớ số điện thoại tổng đài của chúng tôi để đăng ký câu hỏi. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Dạ em đây ạ. Vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Em muốn hỏi là vợ chồng em đã có một trai một gái và chồng em hay có người khác bên ngoài. Trong lúc vợ chồng giận nhau thì chúng em đã ly hôn, thì bây giờ chúng em quay lại với nhau thì có nên đăng ký kết hôn lại không ạ? Rồi, thế là hai vợ chồng lúc này bao nhiêu tuổi rồi? Em thì 50, còn chồng em 52 tuổi. Thế à, thế là ly hôn bao nhiêu năm nay? Được 2 năm rưỡi rồi. À, thế ông đi chán rồi bây giờ ông lại muốn quay về à? Vâng ạ. Chị là muốn đăng ký kết hôn lại với chồng cũ hay là anh ý? Không, em đang muốn hỏi chương trình là bây giờ vợ chồng thì là cả hai nên nói chuyện lại, thì là có nên đăng ký lại không, thì cả hai cùng muốn như thế. À, cả hai cùng muốn đăng ký kết hôn lại. Thế các con nó có ủng hộ bố mẹ không? Có ạ. Chuyện đăng ký lại hay không đăng ký lại, lựa chọn cái phương án nào là tốt nhất thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Vĩnh Phúc nhé. Vâng. 50 tuổi mình còn khỏe mạnh không? Vâng ạ, vẫn khỏe mạnh ạ. Thế à, có đi làm không? Làm công ty hay làm ở nhà? Vâng, em đi bán hàng ạ. À, bán hàng. Các cháu nó lớn chưa? Đứa nào lấy vợ lấy chồng chưa? Các cháu lớn lấy chồng rồi, cháu con gái. Thế à, thế là mình lên bà ngoại rồi đúng không? Thế bây giờ thì anh ấy về ở với mình chưa? Đang ở với nhau hay là mới hỏi ý kiến rằng nếu đồng ý thì mới cho về? Đang về ở với nhau ạ. À, đang ở với nhau, ở lâu chưa? Ở với nhau được mấy tháng thôi. Mình thấy cái việc ở ấy nó có dễ chịu không? Anh ấy quay trở lại, anh ấy thái độ có tốt hơn trước, anh ấy trân trọng mình hơn không, hay là anh ấy đi mãi rồi chẳng kiếm được chỗ nào hay ho rồi anh lại quay trở lại với mình? Mình thấy thái độ anh thế nào? Anh ấy vẫn không bỏ được cái tính đi gái ở ngoài. Nên không là... bỏ được cái gái quay về nhà để có chỗ ăn chỗ ở thôi, cho có chỗ đi lại thôi, còn rời ra thì cũng vẫn đi cải thiện ở bên ngoài đúng không? Ví dụ như bây giờ đăng ký kết hôn lại xong để trở thành vợ thành chồng xong anh ấy vẫn không bỏ được, thế rồi mình có chịu chấp nhận thế hay là lại ly hôn lần nữa? Thế em đang suy nghĩ ạ. Em muốn hỏi chương trình cho em lời khuyên. Thứ nhất thì mình hiện nay nhà cửa thế nào, ở đâu, mình ở bên ông bà ngoại hay là mấy mẹ con có nhà riêng hay là mình tự do độc lập thế nào? Về bà ngoại ở. Thế à, bên ngoại có dễ chịu không? Mình ví dụ như là ông bà ngoại có mỗi mình là con gái, nhà cũng rộng, bây giờ về ở cũng không có ảnh hưởng gì lắm, hay đang co kéo khó khăn với nhau? Ở với bà ngoại thôi ạ. Thế à, rồi thế còn nếu như anh hai người lấy nhau thì anh cũng về ở với mình ở bên bà ngoại hay là trở lại ngôi nhà xưa
với bố mẹ anh ấy? Không, chả anh mà anh vô nhà trước ạ. Thế à? Trong đợt vừa rồi mà 2 năm rưỡi anh ấy có chốt với một cái đối tượng nào chưa? Tất nhiên là vẫn tiếp tục đi với cái có các mối quan hệ rồi, chắc là cũng khó mà không. Nhưng mà anh có dự định gì với cô nào ở đâu đó chưa? Chắc anh không khoe, anh chẳng kể đúng không? Anh có người khác nhưng mà anh muốn không muốn bảo vợ, thương vợ thương con. Ôi dồi ôi, thương vợ thương con. Tốt quá, thương thì rất là tốt. Đàn ông thương vợ thương con, đấy là một điều khuyến khích. Ai cũng chỉ mong muốn thế, nhưng thương nó phải thể hiện bằng cái tinh thần trách nhiệm đúng không? Sống phải tử tế. Đến nỗi mà đã bỏ nhau rồi, xong rồi, bây giờ đang ở trong giai đoạn thử thách, đang muốn quay trở lại với vợ, thì trước hết là mình phải chứng minh rằng mình là cái người mà phải xứng đáng những cái lỗi lầm trước đã nghĩ kỹ, đã khắc phục lại, thì may ra mới chinh phục lại được người vợ cũ, thì người ta mới đồng ý là đi kết hôn trở lại. Thì lại vẫn bảo rằng không thể bỏ được, vẫn ấy, nó giống như là máu thịt bản chất ấy. Thế thì khiến cho mình có cảm giác như là ông ấy cần chỗ mình như một chỗ nương tựa ấy. Ít nhất thì tôi cũng có vợ có con, còn bây giờ còn khỏe thì cứ đi với người này người khác, cũng chẳng ai ta chứa được lâu đâu. Ông ốm ông đau thì cũng có mình là vợ, mình còn chăm, rồi có các con, thành ra là ông ấy nói chung cũng hơi tha một chút. Tóm lại thế này này, đến giờ phút này cũng không mong đợi gì, mình cũng con cái đủ rồi và cũng chẳng sinh đẻ nữa đúng không? Cái việc thứ hai là mình cũng còn sức khỏe, mình vẫn đi làm, mình kiếm được tiền. Thế thì thật ra người phụ nữ sau ly hôn sống tốt hơn đàn ông. Chỉ cần có sức khỏe, chỉ cần có gọi là mọi sự nó ổn định thì mình đâu có cần cái gì nữa. Không có tiền mới chết, chứ không có đàn ông đâu có chết. Mình cũng cô đơn thật, nhưng mà nếu có người đàn ông thật sự xứng đáng mà có thể ở bên cạnh mình chia sẻ này khác, chứ mà lại nghĩ rằng ông ấy chia cho mình một ít còn lại thì chia cho người khác tới 3-4-5 phần ấy, thì cái chia ấy cũng bực mình lắm đúng không? Bây giờ thế này này, mình cũng chả đi đâu mà vội, cũng chẳng cần phải là kết hôn để mà lấy cái tờ đăng ký kết hôn để mình làm cái gì. Em nghĩ thời gian cũng còn rất là dài. Nếu như mà anh thôi thì cứ đi lại, dẫu sao cho nữa chúng ta cũng đã từng ăn ở với nhau, cũng có con có cái, giờ lên ông lên bà rồi. Thời gian sẽ chứng minh, thời gian sẽ để cho em hiểu rằng là thế nọ thế kia, và anh cũng cần phải thể hiện để cho mấy mẹ con, chứ không lúc này là không phải mình nữa, để các con nó biết rằng là bố anh biết là chúng ta chia tay nhau vì lý do gì rồi đấy. Thế thì cái điều ấy là phải điều được khắc phục đầu tiên, chứ còn nếu về đây chỉ để là có một cái chỗ không còn đi đâu được nữa thì về vẫn có cơm ăn tối, vẫn có người ôm để ngủ, nhưng mà rồi rảnh ra lại đi nơi này nơi khác thì không ai chấp nhận được, thì mình thà rằng ở không đúng không? Bởi vì mình không cần vội kết hôn, cứ vậy cứ sống thì tôi kể cả ở bên ngoài ấy thì người ta cứ nói là cặp bồ lại với chồng cũ vợ cũ, mình có quyền như thế cơ mà. Cũng chẳng ai bảo rằng là giá như ông bây giờ ông có vợ rồi mà mình vẫn lại quay lại đi lại với ông ấy, thì mình còn bảo rằng mình tự nhiên trước thành vợ chính thất, bây giờ trở thành tiểu tam là người trên ngang, nhưng ông cũng chưa có vợ, mình chưa có chồng, đã từng có gắn bó với nhau 20 mấy năm trời thì bây giờ cứ tiếp tục mà sống. Thế còn thì còn hơn là nghe lời ông ấy ngon ngọt dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn, xong bắt đầu ông ấy chắc ăn rồi mà. Cái con người ta cũng thế, đứng mon men ở ngoài cổng chợ, chưa được vào chợ thì bảo cho em vào một tí thôi để em đi nhờ xong em lại ra, nhưng lọt được vào rồi là rồi khó mà tìm được ông chạy ở đâu cả, mà cho vào thì dễ chứ rút ra đưa ra ấy, không dễ một chút nào. Mà lúc ấy không lẽ là người ta bảo là quá tam ba vợ 2-3 lần ly hôn thì cũng kỳ, mà mình thì bây giờ mới có 50 tuổi mà trời cho sống đến 90-40 năm nữa phải chấp nhận một cái người chồng mà tức là mình đã đổ đi xong bây giờ mình hót lại, mình sẽ không kêu ai được nữa đâu. Con cái đâu ở đấy là mẹ chủ động đấy nhá, mẹ tự đấy nhá. Mẹ trước mẹ không chấp nhận được bố đã chia tay, xong bây giờ mẹ lại đồng ý đón bố về, bây giờ vẫn thế đấy thì mẹ còn kêu cái gì nữa. Trừ trường hợp bây giờ mình phải dễ tính đi, anh ấy thì không thay đổi, bản tính khó rời. Thế còn thì mình bây giờ mình dễ dãi đi chẳng hạn, thế thì may ra còn được. Thôi thì cứ biết lúc nào ông ở nhà, biết là chồng mình, còn ra khỏi cửa thì có thể thôi chồng ai thì chồng vậy. Mình không có quản lý được, bạn không cần phải rình rập theo dõi những cái thứ mà mình không quản lý được, tốt nhất không nên giám sát theo dõi. Thế thì nếu mà mình có dễ tính đi thì hẳn tiếp tục, còn nếu vẫn cứ thấy bực cũng hy vọng rằng anh ấy phải chấm dứt. Trời ơi, cũng đã cho nhiều lần thử thách mà cuối cùng quyết tâm là ly hôn rồi mà anh cũng không sợ đấy. Thế thì bây giờ chắc là càng ngày càng
2-3 năm vừa rồi ấy, lang thang vật vờ, cái chỗ ngủ thì có nhưng mà cái chỗ mà để nương tựa tinh thần ấy thì chắc là cũng khó khăn. Cho nên anh ấy cũng lại muốn mon men về, dùng cái tình cảm cũ để mình khơi dậy lại. Xong lại thấy mình ở cái tuổi này, con cái nó lớn, nó đi lấy chồng lấy vợ rồi, mình chưa già lắm, mình cũng trông chênh, đôi lúc cũng cô đơn. Có một người đàn ông xưa cũ ta quay trở về, ta vỗ về thì đôi lúc mình cũng thấy chạnh lòng. Nhưng mà đừng quên những cái lúc mà anh ấy làm cho mình đau đớn thế nào thì mới phải viết đơn ly hôn nhá. Rồi, cứ thế mà ở đi. Chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Rõ ràng là cho anh ta cơ hội trong 2-3 năm để thay đổi, để sửa chữa. Nhưng mà sau 2-3 năm ly hôn như thế, dù có xin quay về, xin đăng ký kết hôn lại thì bản tính hình như không thay đổi. Và cái sự không thay đổi khiến mình nên nghi ngờ xem là anh ta có thật lòng với mình hay không. Chị nhé, xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Thưa bác sĩ Hoàng Thí Hải, rõ ràng với cái trường hợp người đàn ông như này thì chúng ta không nên cái người vợ cũ không nên tin tưởng một chút nào, đúng không ạ? Bởi vì bản tính trăng hoa vẫn không hề thay đổi một chút. Ở góc độ bác sĩ ấy, thì tôi rất muốn gửi lời khuyên tới bạn là phải rất cân nhắc khi mà quyết định sống cùng với anh này hay không, chứ còn chưa nói đến cái chuyện là đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung với mình, anh ấy đã đi quan hệ tình dục với người khác. Mình cứ nói là đi quan hệ nhưng thực ra là anh có quan hệ tình dục với người khác, có nghĩa là anh ấy đã chấp nhận các cái nguy cơ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Vâng. Thế và khi bây giờ 2 năm cho dù anh ấy chưa có một cái biểu hiện lâm sàng nào để có thể khẳng định là anh ấy có bị bệnh gì hay không. Vâng. Nếu như anh ấy chưa đi khám, anh ấy chưa có các xét nghiệm, chưa có các bằng chứng là anh ấy có khỏe hay không. Được. Thì cái việc anh ấy muốn quay trở lại với mình và trong thời gian này anh ấy vẫn còn quan hệ với những người khác, tôi thấy thực sự là mình đang đứng trước các cái nguy cơ rất là không an toàn về mặt sức khỏe. Vâng. Chứ tôi chưa nói về mặt tâm lý. Một cái người mà cứ sẵn sàng quan hệ tình dục với những người khác không phải là vợ mình, và bây giờ khi muốn bạn 50 tuổi, bạn sắp sửa bước vào giai đoạn mãn kinh rồi. Vâng. Và khi bạn bước vào giai đoạn mãn kinh thì bạn rất khó đáp ứng các cái nhu cầu tình dục của một cái người chồng mà chỉ hơn mình có 2 tuổi. Vâng. Tức là cái đời sống tình dục của anh ấy sẽ kéo dài hơn mình rất là nhiều. Lúc đó thì các cái vấn đề khác nó sẽ nảy sinh ra. Và với một cái người như vậy thì không biết là mình sẽ gửi gắm cái gì vào đấy. Vì thế tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn là mình thử thì có thể thử, nhưng mà để chắc chắn thì mình nên cân nhắc, phải cân nhắc rất kỹ trong trường hợp này. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Rõ ràng là với những cái trường hợp như thế này thì cái sự tin tưởng của người phụ nữ nhiều khi lại khiến cuộc sống nó thành đảo lộn hơn. Mặc dù 2-3 năm qua thì chị đã có cuộc sống tương đối ổn định với người phụ nữ 50 tuổi, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, tôi mới bảo rằng là đến một cái tuổi nhất định rồi, không phải chỉ phụ nữ đâu, tất cả chúng ta phải xác định cái gì là quan trọng nhất. Dạ. Tuổi như chúng ta ngồi đây là sức khỏe là quan trọng. Ngoài ra chúng ta có được cái đồng tiền, có được thu nhập, có được cái các mối quan hệ giao lưu đây đó. Thế còn thì cái chuyện mà vợ chồng đã ly hôn rồi mà bây giờ nối trở lại ấy, thì thật sự là phải sáng giá thì mới đúng rồi. Mới nhận thay lại. Đổi hoàn toàn thì may ra mới gọi chứ là khắc phục thì... được tất cả những cái nhược điểm xưa cũ thì may ra thì còn, còn có cơ sở đúng không? Nhận lại chỉ vì mình cũng thấy có lúc cô đơn rồi, ông ta thì không còn đi đâu được nữa, về mon men và tất nhiên lời nói thì hay rồi. Vâng. Anh thấy chả đâu bằng với vợ với con. Nhiều lúc là ngủ thương với người khác, anh cứ thấy anh thương. Em Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc điện thoại tiếp theo gọi đến cửa sổ tình yêu. Đó là cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Yên Bái. Alo, chào anh Đinh Đoàn nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì ạ? Anh hãy cho hỏi chương trình một chút. Vâng. Anh hãy cho hỏi đi nhá. Cái chương trình Cửa sổ tình yêu này, nhà này hai vợ chồng đều hay nghe lắm. Dạ vâng. Cảm nên ơn anh. Muốn là chương trình không được phát lên sóng nhá. Ok. Dạ, chương trình này sản xuất ra để phát sóng anh ạ. Còn nếu mà anh muốn phát lên sóng thì mời anh cúp máy nhá. À thế á. Vâng. Nếu mà anh không phát sóng thì anh có cái gì đâu để anh nghe đúng không?
tất cả các cuộc điện thoại của mọi người đều được ghi âm, đều được ghi hình lại thì anh mới có cơ hội anh nghe chứ, đúng không? Rồi. Chứ còn lại anh nghĩ ích kỷ là anh chỉ muốn nghe của người khác mà anh không muốn cho người khác nghe của mình thì rất là khó cho chúng tôi. Anh hiểu chưa? Rồi. Thì anh đã tự tin để anh trình bày câu hỏi chưa? Rồi. Vâng, anh nói đi. Mà anh ơi, cho hỏi chút như thế này. Vâng. Hai vợ chồng nhà đấy, mình cảm giác là vừa rồi mình được đi viện, được biết là bà nhà đấy nó chẳng hay quan tâm người chồng mình ấy. Vâng. Xong cảm giác là từ 2 tháng nay người ta ốm ra ấy. Vâng. Thế mới hỏi chương trình là nhà này lại thiếu cái món của mình nhiều hơn. Vâng. Nghĩ lăn tăn là chắc vợ nghĩ lăn tăn ấy. Anh đang nói chuyện quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng nhà anh đúng không? Đúng rồi. Làm sao, bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 50 rồi. Thế 50 tuổi rồi mà nói cái chuyện này sao cứ rón rén thế? Bình tĩnh và trả lời và trình bày câu hỏi một cách rõ ràng mạch lạc thì chúng tôi mới hiểu. Tóm lại là 50 tuổi, bà xã năm nay bao nhiêu tuổi? Cũng 50 rồi ạ. Rồi, hai vợ chồng 50 tuổi. Nghe cái cách trình bày của anh thì tôi đoán là hai vợ chồng trục trặc trong việc quan hệ tình dục đúng không? Vâng. Trục trặc như thế nào? Càng nói cụ thể thì bác sĩ mới càng phán đoán được. Nhà này hơi bé. Nhà nào hơi bé? Nhà... Anh hơi bé, dương vật của anh hơi bé đúng không? Đúng rồi. Thế thôi, cái nhà này nhà kia tôi làm sao tôi hiểu được nhà nào? Tóm lại là dương vật của anh bé. Mà bé trong mấy chục năm nay, từ lúc lấy nhau đến nay rồi, chứ không phải bây giờ mới bé hay là đợt này nó mới nhỏ đi. Bây giờ các bệnh viện nó tư vấn nhiều ấy, có làm được không ấy? Làm thì làm được, cắt đi thì xong là lối cái khác vào của ông nào to hơn thì thay vào đấy. Chứ con của mình nó trời cho từng ý, lấy đâu ra mà làm để nó to ra được. Mà tại sao bây giờ 50 tuổi mới nghĩ là cần phải làm to ra? Ông này nhà nhỏ lắm, nó chỉ bằng ngón tay, to hơn ngón tay tí thôi. Con gái. Một ngón tay, nửa ngón tay, biết có phương pháp làm tuyệt vời thì nó vẫn là hoành tráng. Chứ còn mà to như cái cổ tay mà chả biết làm ăn gì thì cũng là vứt đi nhá. Thì bây giờ tóm lại là bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh để xem khắc phục cái chuyện nhỏ như thế bằng cách nào là phù hợp nhất nhá. Rồi. Xin chào bạn. Vâng. Rồi. Vợ phàn nàn à hay sao? Sao là có như đấy, nào? Có đấy. Vợ có phàn nàn á hả? Rồi. Ừ, có tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác to hơn không? Vợ bạn? Không. Chưa biết đúng không? Không. Hai bạn hỏi chương trình này cũng không biết đâu. Hai bạn có mấy cháu ạ? Nhà này có 3 cháu mà. À, có 3 con đúng không? Rồi. Thế mà tại sao từ xưa đến nay không nghĩ đến chuyện đấy, xong bây giờ lại nghĩ đến chuyện đấy? À, đấy cứ lăn tăn mãi. Lăn tăn cái gì cơ? Bởi vì anh Văn anh nói rất là đúng rồi. Sau khi mà mình trưởng thành rồi ấy, mình ngoài 20 thì của mình nó như thế nào thì nó vẫn là như thế mà. Rồi. Mình bây giờ nó không có một cái thuốc nào hay một cái cách nào để làm cho nó tăng về kích thước hay là tăng về kích cỡ gì đâu. Nhá. Mình hoàn toàn, tôi nghĩ là cơ quan sinh dục của mình bình thường, bởi vì mình cũng có 3 con, có nghĩa là cái chất lượng tinh trùng của mình khá là ổn. Đến bây giờ thì mình 50 tuổi rồi, mình bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên. Thế và mọi thứ cơ thể của mình nó không thể như lúc mình 40 rồi, càng không thể như lúc mình 30 được. Mình chuẩn bị bước vào giai đoạn lão hóa mà. Nhá. Rồi. Bây giờ là 50 chứ đến 60 thì khéo có khi nó lại còn kém nữa cơ. Đừng có nghĩ đến chuyện đấy nhá. Cũng rất may là hai vợ chồng bằng tuổi thì vợ cũng một thời gian nữa là bà vợ bà ấy sẽ mãn kinh thôi. Cùng lắm là chỉ được 5 năm nữa chứ còn rất khó có thể dài hơn nữa. Cho nên là thuyền lên nước lên mà. Mình đừng nghĩ gì đến chuyện đấy làm gì. Và tôi khẳng định với bạn rằng là hiện nay không có một cái loại thuốc nào để cho nó thay đổi về kích cỡ. Nhá. Nó như thế nào thì nó vẫn là như thế rồi. Giả sử có những cái mà người ta quảng cáo là can thiệp cái này hoặc là làm cái này thay đổi cái kia thì cũng có thể có. Ví dụ người ta có thể là cấy mỡ vào dưới da chẳng hạn, hay là người ta có thể làm những cái vấn đề liên quan. Thì mình phải hiểu cái cơ chế của cái cương dương vật ý.
là do cái hệ thống mạch máu nó được bơm máu vào các cái vật hang, vật xốp, tức là cấu tạo của dương vật. Và khi mà mình quan hệ tình dục thì máu nó bơm đến đấy nhiều và nó thay đổi kích thước ở cái vấn đề đấy. Vậy thì một bất kể một cái tác động nào mà can thiệp đến cái chuyện đấy đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống tim mạch, đều có thể ảnh hưởng tới hệ thống mạch máu, đều có thể ảnh hưởng tới cái sự cương dương. Chỉ cần một cái trục trặc rất là nhỏ thì có khi lại còn liệt hẳn, chứ không phải là làm cho nó to ra được nhá. Vì thế bây giờ mình ba con rồi, tức là trước đây của mình rất là tốt, rất là bình thường. Thứ hai nữa là đến cái tuổi này rồi ý, thì mình nên là quan tâm đến chất lượng. Mình đừng có quá cầu toàn về số lượng, hoặc là mình đừng có nghĩ đến cái quá khứ quá nhiều. Hiện tại nó như thế nào, vui vẻ như thế. Vợ cũng sẽ, tôi tin là vợ cũng ở với mình có ba con rồi thì còn tình, còn nghĩa, còn rất nhiều những cái thứ khác, và cuộc sống của mình sẽ ổn. Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi nữa nhé. Vâng. Thực ra thì hiện tại nhiều, rất nhiều phòng khám họ quảng cáo cái chuyện mà độn dương vật để cho to ra. Nhưng mà anh cứ nên tưởng tượng rằng là giống như là các cô gái, các chàng trai đi độn mũi, nên là cái gì đó nó nhét vào trong ấy, thì đến lúc mà nó cứ thẳng đơ ra như thế thì đúng là không làm nào để tụt xuống thì lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Đi đăng ký chương trình để đi khám làm. Thôi, của sao dùng vậy mà dùng đến mấy chục năm còn chả làm sao rồi nhá. Rồi, thế cảm ơn chương trình đã. Rồi, thế nhá. Xin chào anh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.